Thưa quý vị, từng là vùng đỏ trên địa bàn quận Hải Châu với số ca mắc COVID-19 cao. Đến nay, sau nỗ lực triển khai công tác phòng chống dịch, phường Hòa Thuận Đông đã trở thành vùng vàng và đang nỗ lực nhân rộng những điểm xanh trên địa bàn. Với 12 vùng vàng và 2 vùng đỏ, tính đến ngày 15 tháng 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu vẫn là địa bàn có nguy cơ cao. Dù vậy, với nỗ lực cùng ngành y tế trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch, nhất là tận dụng 20 ngày vàng giãn cách nghiêm ngặt toàn thành phố, đến nay địa phương đã kiểm soát được vùng đỏ và có nhiều điểm xanh trong vùng vàng. Trước đây là có 5 vùng đỏ, hiện nay là còn 2 vùng đỏ. Thì một vùng thì ngay khu vực điểm nóng nhất trước đây đó là K524 Hoàng Diệu, thì hiện nay là cơ bản kiểm soát. Và hiện nay thì phường cũng đã đề nghị cấp quận là ra cái quyết định là gỡ bỏ khu vực vùng đỏ ở đó, là gồm 4 tổ dân phố quanh khu vực K524 Hoàng Diệu. Cái vùng đỏ thứ hai đó là tại K448/99 Trương Nữ Vương. Dự kiến đến ngày 18 tháng 9 này sẽ là xét nghiệm đợt cuối cùng. Nếu như mà kết quả mà nó ổn thì sẽ gỡ vùng đỏ ngay chỗ K448/99 Trương Nữ Vương luôn. Là các cái vùng đỏ cơ bản của phường là hết. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, phường Hòa Thuận Đông tiếp tục tổ chức xét nghiệm đợt 7 cho gần 4.300 hộ gia đình và nhân khẩu nhằm tiếp tục rà soát nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng. Đối với khu vực vùng đỏ, địa phương tiếp tục thực hiện xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần theo hướng dẫn của Sở Y tế. Được đi xét nghiệm nhiều lần như này thì người dân chúng tôi cảm thấy rất là an tâm và người dân cũng chấp hành nghiêm là đi xét nghiệm đầy đủ 100% hộ dân trong khu dân cư để cho nhanh vùng xanh. Hiện các công tác kiểm tra, giám sát phòng dịch tại địa phương vẫn được tập trung. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Người dân là nòng cốt trong công tác phòng chống dịch. Để mà giữ được cái vùng xanh này thì nói chung thì trong ban điều hành phòng chống dịch của khu dân cư số 2 thì trước hết là làm tốt cái công tác tuyên truyền cho mọi người dân nên là chấp hành cho nó nghiêm túc các cái quy định của thành phố. Nhân rộng những điểm xanh để từng bước xanh hóa vùng vàng là mục tiêu mà phường Hòa Thuận Đông đang đặt ra. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung kiểm soát tốt địa bàn khi thành phố nới lỏng một số hoạt động đối với vùng vàng từ ngày 16 tháng 9.